Dạ, thấy xin mến chào quý bà con cô chú anh chị trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ, thấy xin mến chúc quý bà con cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, ngày hôm qua là cắt cái vườn này nghe cô chú anh chị, thì hôm nay là dét cù lợi cũng như là dét mọi lợi đó. Là hôm qua là tới tối rồi cắt làm không kịp, đã cắt hơn 4 tấn mít. Dạ, thì hôm nay là tiếp tục là dét lợi, chắc có lẽ hôm nay khoảng 1 tấn nữa là khoảng 5 tấn mít đó bà con cô chú. Thì mít cái vườn này á, thì bà con cô chú anh chị cũng đã thấy rồi ha, trái nào trái nấy mách bành không, mà nó rất là đều luôn nha. À, trái nó đều đó. Thì hôm nay là tiếp tục là cắt tiếp. Thẳng đó Thái cũng chia sẻ với quý bà con cô bác luôn là cái vườn này cắt tổng cộng cái dao này là thập phản được là bao nhiêu tấn nha. Đó, thì bây giờ là anh Lộc đang cắt, thì hôm nay thì chỉ dắt mọi là có mình anh Lộc thôi. Chưa có không có cháu đầy, có cháu đầy thì trái là mau lắm, còn Lộc thì già mắt cũng hơi yếu rồi cho nên là hơi chậm chứ bà con cũng thông cảm nha. Ngày hôm qua là mình nên Thái là luyện là gần 4 tấn mít là xuống dưới clip này nè cô chú anh chị, gần 4 tấn luôn đó, là coi chân là 9, cái tay là dở muốn hết lên luôn á. 4 tấn 93 kg luôn ha, chính xác luôn ha. Là bữa nay mình làm được tấn không, không biết. À, tôi nó già thì cắt nếu rồi. Như mà anh Lộc á làm đại thằng đại, nếu như mà thằng đại cắt á là bảo đảm là trên 1 tấn không. Còn, được mít này được, nó cắt sẽ được, đừng có cãi. Nó đụng là nó quất à, nó gan lắm chứ không phải nhau đâu. Ừ, đó. Ông còn lựa, nó không có lựa. Ngày qua tôi thấy rõ ràng là nó không có lựa. Nó là nó nhìn là quất chứ không có lựa. Không, nãy giờ thì cắt khoảng được mấy chục trái chưa? Mấy 20 trái rồi. Hả? Mười mấy 20 trái. Mười mấy 20 trái rồi ha. Ừ. Có nãy giờ có trái nào xe đen hay là có vấn đề gì không? Hai trái rồi. Hai trái xe đen, rồi hả? Trời ơi. Cái mít đó. Sao nãy không lấy đấy? Thử coi. Thử luôn hả? Thử để thử cái đó coi. Để thử ha. Nào yếu. Thử được trái đó là cắt hết mấy trái này luôn phải không? Được rồi. Anh Lộc chưa thế. Có khi nào mà cắt hết một cây còn đại qua là cây nào miễn mà một trái vừa là nó quất hết á. À, gan như nó không? Không. Suối suối vậy chứ không chịu là không ta. Nói vậy chứ nó chơi cho vui bà con cô bác chứ khó lắm. Tại vì một trái hiện giờ bà con cô bác nghỉ 200-300 ngàn. Mà nếu như mà mình lỡ một cái dao mà cắt mà nó trắng một xíu là nó mắc đâu gần cả 100 ngàn trong đó rồi. Cho nên là anh Lộc anh kỹ lắm. À, không? Từ đúng không? Ừ. Mình ngại từ từ nói đúng lại gai cái yêu khoái từ. Bữa nay là chỉ là vét cù vườn này, còn đi cắt vườn nào nữa không anh Lộc? Không, nay vét gỡ cho cháu nó đi vậy ha, vét gỡ luôn ha. Ừ. Ít không đi tại bữa nay là có cái chỗ gỡ cô chú anh chị, thành ra anh Lộc gấp xe. Không có giỏi cắt gì mấy. Giá này tụt. Giá bữa nay nó cũng hơi tụt nữa. Tụt mấy đồng? Mít kia 2.000, mít nhất 2.000, còn kia nó cái kia 5.000. 5.000 hả? Nhì à. 5.000 hả? Nhì hả? Ừ. Nhì nay lấy nhì với lấy ấy luôn rồi. Lấy xê riêng. Ừ. Chung luôn. Xiên riêng. Riêng luôn ha. Ừ. Trái nào trái nấy nó tớ màu đó dễ ha. Nhưng mà mình vẫn lấy giá cũ. Mình vẫn lấy giá cũ cho chủ vườn. Tại ngày hôm qua là mình bao tiêu thiếu sót phải không? Ừ. Ừ, tại hôm qua mình làm thiếu sót. Bao tiêu là không đủ lực lượng của chú anh chị. Từ sáng tới chiều bằng 10 tấn mít. Nếu như mà cái vườn nào mà cũng luyện xuống mương được như luyện xuống clip được như vườn này á. Thì nó rất là mau. Còn nhiều vườn là phải xách từ trái. Mà xách lần 2 trái là 20 kg. 2 trái là 20 kg cô chú anh chị. Cho nên là sách đâu cũng nói chung ra là mà nếu như mà anh Lộc mà quải bị đi bán giấy số là cắt là sách từ ngoài vô ra vô là lỗ bộ một ngày đó. Mấy chục cây số đó, cũng như là đi bán giấy số luôn á. Qua đi không nổi. Quải cái bị như vậy đó mà. Cái giường của anh Ba này là có cái cầu thang này đi lên nè, khỏe nè. Quải cái bị như vậy đó mà người ta thấy là người ta kêu lỡ người ta mua giấy số tiếp á. Ông này buôn bán được lắm. Có nhiều người kêu là mua số lắm hả anh Lộc? Có. Có hả? Ta kêu cha Lộc. Ta kêu sao? Ta kêu giấy số hả? À? Rồi kêu giấy số. Trả lời sao? Nó đi cắt mít chú ơi, không phải số.
Cái này giống như Ngọc Quyền đóng con phim sầu riêng, chạy sầu riêng, sầu riêng đi đi đóng phim, người ta kêu nó mua sầu riêng. Kêu là mua sầu riêng hả? Có ông hai chồng trong nhà già già kêu mua sầu riêng. Dục nha. Cái kia chưa tới. Chưa hả? Muốn chưa khô. Mũ chưa khô hả? Đợi mũ khô nó mới tốt không? Vậy là nhìn mũ chứ đâu phải nhìn trái chạy. Trái mũ luôn, mình coi nhiều nhiều dách. Nhiều dách lắm hả? Ừ. Trái này yếu hả? Giỡn hoài, được. Thiệt không? Được rồi. Hả? Vừa tới không? Vừa tới. Vừa tới chứ không phải chưa tới. Không được đậm đà không? Không được đậm đà, không được đỏ muối, không được đỏ muối. hình như là cái clip bên đây trái nó già ít hơn mấy bên kia nha. Trái bự đúng rồi, nó bự, nó đều trái ha. Màu này mới quýt nè, màu này mới quýt màu, màu đó đủ màu ha. Này trắng anh ơi, lâu lắm mà nó không chịu già rồi, làm sao vậy? Nó chai nó chai luôn, nó nghỉ già luôn rồi hả? Thấy chứ ok không? Cái này nó ngã chứ đó không ta? Khi nào gãy luôn không? Không đâu, cái nào đút chai hạ từ từ xuống. Đút chai hạ? Tại kiểu nó đè trái kia đó. Kia à. Không cho nó đè luôn hả? Trên đọt có con trái bây giờ, trên đọt coi. Trên đọt có chắc già chín á. Nó chân rồi. Trái trên già. Già, già leo lên. Màu này đầy cắt nè, để tôi cắt thử cái này. Bữa nay nghỉ đi vớt luôn rồi, vớt cái thấy nổi rồi. Này. Lên nào nào nào. Thấy không? Bởi vậy. Nó là hốt hết mà, anh ngán rồi, anh ngán hoài. An toàn. An toàn. An toàn trên hết. Rồi sâu hết gì trời. Mít này là cái không phải. Cái giấy của nó. Mít là cái lỗ là quan trọng là cái màu đó. Vậy đó ha. Ừ. Chứ không phải mà. Ăn nhậu với nhau là cái màu đó phải không? Ừ. Ăn thua là cái màu. Ăn thua cái màu. Ừ, mình lời lỗ thôi. Ừ. Trên lệch là 10.000. Học ở đây chắc chát vậy chứ cũng cả tấn mà không ít đâu ạ. À. Chưa được nửa clip đó, nhiều lắm rồi đó. Trái nó đều, nó bự á. Lên đẹp không ha. Không mà ngày hôm qua luyện gì, tối ngủ về quải tay á, Lộc chứ không phải giỡn đâu trời. Quải á. Quải á. Qua mà luyện ít lắm cũng là gần 3-8 mít đó chứ không biết đâu. Nghiêm mình chứ không nghiêm được. Ừ. Quải tay á. Tại vì trái mít này nó bự đúng rồi con. Mít này thì trung bình nó khoảng 10kg. Lên thang đi. Lên thang nè, nó xuống đuột rồi lên thang đi. Lên thang. Theo cho nó khỏe. Nếu phải khỏe dọn chút. Giống sơn đi. Cái gì chứ leo viết nó mệt lắm. Vậy hả? Ừ. Mệt chứ sao mệt, leo cây không mệt. Leo mà không có cầu thang này nè. Leo cây mệt còn đỡ, leo núi mệt dữ nữa. Không. Nhà có cây thang này nó cũng im lắm á. Em quên chụp cây thang em thiết kế đưa cho anh ba coi. Nó bằng cây làm bằng cái gì? Anh làm bằng sắt thôi, một cây sắt 1-40, 42 à. Rồi hai bên anh làm tỉa ra vậy nè, anh bấm vô. Không, nó ấy nó có cái khâu vậy nè, anh bấm vô đây cái, anh quấn chỉ cái khâu đó, anh đưa vô cây, anh chụp đây cũng được, anh chụp đây cũng được, anh chụp đây cũng được. Anh chụp cao thấp gì cũng được hết, thoải mái lắm. Không có tặng đưa, thì anh muốn làm dài bay dai, bay dai, bay dai, bay dai. Nhưng mà nếu như mà thấp á, thì anh sẽ để cái chân nó ở đây, anh câu vô đây, anh đứng lên được rồi. Dễ lắm, im lắm. Ừ, nó nhẹ. Trời ơi, cái thang nó quá tờ, nó nặng rồi. Nặng quá tờ. Nó nhẹ, xách cái kem, xách tay đi, thoải mái à. Bỏ đây. Với hai nữa bỏ cái đó, bỏ vô cái khỏi vịnh gì hết á. Thiết kế rồi. Ừ, có rồi mà. Ở dưới em có làm rồi mà.
Rồi những trái ra. Trời ơi. Nghe thấy không? Đã ha. Cơm nó muối nó dày ha. Đúng này đúng cơm luôn phải không? Trái mít này dễ biết. Dày. Cái túng vô như vậy nó tròn ẩm rồi muối nó dày. Còn mấy trái mà nó chà đó là đó cho nó. Được rồi đó, đầy nó cắt rồi đó ơi. Được không? Được, đầy nó cắt rồi. Đầy nó cắt rồi. Thấy không? Đó tôi nói được là được rồi. Được, chưa tới cũng được rồi. Đầy nó đẩy hết rồi. Thấy không? Nó cũng cỡ vậy không à. Cỡ vậy. Dưới luôn. Cỡ. Rửa luôn thử một trái nữa rồi. Trái này hơi yếu. Cái vườn này làm rất là tịch nha cô chú anh chị. Yeah. Anh ba anh làm rất là tịch. Không có sơ đen nhiều. Có nhưng mà ít thôi. So với người ta cái số lượng là chỉ là rất là nhỏ. Anh Lộc năm nay là đi cắt lại sơ đen khủng khiếp luôn đó anh Lộc. Khủng khiếp luôn. Nghe nói cái vườn gì mà một tấn chín mà hết một tấn sơ đen rồi hả? Mà vậy? 50. Có ngàn em thứ tư kìa. Vậy hả? Cũng bị nữa kìa. Mà cái đó là chưa tới, xuống dưới còn thêm một mớ nữa anh. Xuống dưới còn nữa đó. Xuống dưới lòi gà nữa. Dưới lòi gà mớ nữa ha. Ừ. Dạt xuống lòi gà vô mấy vườn sơ đen mệt lắm. Vậy là ngày hôm qua ông tự tin thế ấn xuống dưới có dính không? Dính với xe tôi. Dính xe ông hả? Cái thằng cũng là ít. Vậy ha. Vô vườn là xe đen là dính. Dính luôn. Chạy không khỏi đâu. Hay cỡ nào cũng chạy không khỏi đó. Ừ. Không, cái này một tấn xì Lộc ơi. Em bảo đảm. Đây ra ngoài một tấn là xì. Xong cái đợt này rồi là anh ba làm trái tiếp tục luôn hả anh ba? Đang làm trái luôn ha. Không rài anh cử đúng rồi xịt nữa. Không rài xịt nữa nó mà mưa mà không xịt được nữa. Dạ. Xịt kích trái ha. Trái xịt không chữ mà hôm nay 10 ngày mới ngày. Hôm nay từng lễ xịt mà hôm nay mưa hoài, cây nó chầm nhẹp hoài á. Mưa ha. Còn không xịt. Dạ. Bữa nay xuống xịt nữa này, cắt nó quay, nó đâu xịt rồi. Cắt xong quay ra xịt trái. Dạ. Xịt màu. Xịt màu ha. Bây giờ quan trọng cái vấn đề, bây giờ quan trọng nhất của chúng chị. Vậy đó hả? Ừ. Casinot rồi. Casinot. Silimax hả? Silimax. Nãy quên, dạ. Silimax luôn. Tối về mua có kẹp đâu. Vậy lấy xài đi mới ăn xịt. Bữa nay có xịt xịt đi. Anh chứ anh trời quá anh xịt chẳng đụng ngủ à. Ăn không xịt thì anh xịt lại cái kích trái em ơi anh xịt. Xé nó ra xịt bình đi. Không. Tối vừa thôi. Không công ơi, vậy mời anh ghé nè. Tại vì bà con cô bác hiện giờ thì cái mít này á nó đã vô thành trái hết rồi, quan trọng cái là mình điều trị bệnh nó thôi chứ để mà thúi một trái là nhót cục một trái. Nhưng mà cái hàng mít này là so với hôm qua là nó ít thúi nhất luôn phải không anh ba? Nó ít hơn. Ờ ít hơn nhiều lắm. Trái nó bự. Trái này anh ba. Trái này anh ba. Cái hàng này là mít nó đều hơn nhiều. Nó đều hơn nha. Xài cái thang kia, thiết kế cái thang kia đi. Nó khỏe chút. Nó gọn, nó khỏe hơn, nó nhập hiệu. Nhập hiệu. Chụp hình gửi ra đưa vô cơ khí luôn. Là mấy thợ hàng phải không? Trời ơi, mình hàng cũng được. À, em xài cái miếng đứng vuông, anh xài cái miếng đứng tròn còn êm hơn. Anh làm cái tròn á, nó hay hơn. Tại vì cái tròn mình đứng nó không có rau trên. Còn cái vuông là phải nó phải xiên theo vậy mà mình đâu có biết cái góc độ nào đâu. Đôi khi mình để nằm, đôi khi mình để đứng, đôi khi mình để ấy hơn. Dạ. 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 Cái đó thiếu gì? Nó nhẹ, mình lửa sắt nhẹ thôi nha, đừng có lửa sắt dày mà nặng thấy bà. Đợi nào. Lửa sắt nhẹ thôi. Thử màu. Lửa sắt nào mà mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Chứ đừng có lửa mà cho nó kiên cố mà cho nó dày quá khiến nó nặng. Cái nào mà nó đúng ấy là được rồi, đúng kẽm là lụm à. Tới rồi, quá đẹp rồi. Đẹp. Cái nào? Làm luôn. Này hả? Tới luôn hả? Tới luôn. Chơi mà rung. Cái này trắng không rồi. Thấy không?
Tớ mà. Cái này luôn hả Hào? Đúng, nếu như mà bữa nay mà để thằng Đại Cát là em bảo đảm với anh là trên tấn. Thấy không? Cũng vậy à. Tôi bảo đảm với ông hơn. Ông cách trên nữa. Vậy à. Cái này là trên tấn hay không? Ừ, ra chổng còn nhiều, mới đi hơn hơn nửa clip mà. Hơn nữa nửa clip xíu à. Cái này để luôn hồi hư. Ừ. Giật mình hả? Giờ bán chưa có vụ bán lên tới đó. Anh đó hả? Đó giờ khoảng gần 60 triệu là nhiều. Này lên bạc cầu thang. Nếu như mà ngày hôm qua mà cắt xong hết không? Không tính tiền ngày hôm qua là 98 triệu mấy rồi đó. Vậy ha. 9 triệu mấy trăm. Nếu như ba này nếu bữa này là mất mấy triệu á. Còn 3 4 tấn ngày qua so giá bữa nay là mít C1 bữa nay 5.000 kg đó rớt giá. Rớt giá đó ha. Ừ, còn kia 2.000. Rồi hàng đó lỗ rồi. Lỗ rồi. Rồi lên. Hên, tôi cũng hên nữa, hôm nay tôi học ngày nay tôi chết số lượng nhiều bệnh luôn. Nhưng mà cái clip này trái bự nè. Cái clip này trái nó đều, nó đẹp, nó bự không à. Lấy giống lại dư hả? Không có sao, còn cái clip này mấy clip này trái nó còn có nhỏ clip này, bữa nay nhìn cái sản thế không, nhìn cái vỏ trái là đẹp không á. Tại cái clip này anh biết là cái clip này trái nó nặng, nó đều lắm. Bởi cái này luôn không có bước luôn. Bỏ luôn hả? Bước đi. Thử đi. Thử hả? Ừ. Thử hoài ta. Thì sao? Bởi vì người ta cứ thắc mắc hoài. Được không? Ừ. Thắc mắc hoài là chỗ này nè, tại sao mà mỗi lần cắt là phải thẻo một cái gì mới chịu. Ừ. Coi thử. Coi thử. Coi vậy chứ ngày mình lục chứ không phải ngày mình bén đâu. Sao kỳ vậy? Trẻ nó bén. Trẻ nó bén ha, ngày nó lên ha. Ngày mình già, ngày nó xuống phải không? Xuống. Đúng rồi. Như ấy hoài đâu. Đi ba coi clip rồi biết coi mình lại ăn uống. Yeah. Yeah. Vô rồi. Xe đen hả vậy? Hả? Yeah. Nhìn đen đen tưởng đâu nó. Xe đen là. Thì sao không làm luôn cho hết luôn đi ông Lộc. Để anh ra xử lý cho nó dễ. Được, được. Chết. Được ha. Được. Được không? Bỏ luôn hả? Thử chứ. Thiệt chứ không có thử, cắt này là thiệt chứ không có thử. Vô rồi, không có đường nào phản á. Yếu rồi. Vô. Yếu. Yếu đâu, đỏ chặt gì mà hơi yếu. Yếu. Yếu không? Yếu. Yếu à. Thợ cắt nó yếu, yếu rồi. Đi. Quá đã luôn. Quá đẹp. Một muối. Nhiều muối. Nhiều muối. Sao được không? Tới, tới, tới. Hết từ trên xuống luôn hả? Từ trên xuống đi. Thường thường là những cái trái trên nó dài trước không? Nó dài trước hả? Tùy theo cái bông nó ra thôi chứ không phải trên dưới gì. Thấy gì chứ mình thua tụt. Yeah. Chuột nó có nhiều đó mà anh. Ôi giết rồi, thấy ham không bà con cô bác. Đó. Điện đùng đùng đùng. Đã không? Này. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Điều trái gì bữa nay em quỳ vốn á. Ai vô vậy? Ai vô? Ai vô hả? Ai vô hả? Em lộn. Không, ảnh à, ảnh biết vớt nó khỏe hơn hai đứa nhỏ ngày hôm qua lắm bà con. Ngày hôm qua hai đứa nhỏ nó không biết rồi nó đẩy tới đẩy nuôi đẩy qua đẩy lợ. Còn Y thì biết Y chỉ lấy cái chiếc cán cũng như là lùa dần nó dần dọng này cắt trái dần dọng này cho nó khỏe nha. Cho nên là nó rất là mau. Còn hai bé ngày hôm qua thì nó không biết rồi cho nên là nó không có lùa được. Đi. Vậy là hơn đắng là xiền rồi đó quên. Ờ, nó không biết lùa, nó lại nhảy xong luôn. Cắt viên nhỏ. Rồi. Quá xa rồi. Hết luôn hả? Hết cây luôn hả? Chưa được. Chưa được hả? Đây là cứ sao ông quay chứ không lẽ cắt hết, dạ. Để quay luôn. Cái này lụm rồi. Khô rồi. Thử không? Trái này nè, nhìn muỗng nè. Nè.
ngủ nó khô không? Thường thường giờ đi xì cũng khô vậy nè. Con mũi trời trời. Đó. Quá bự. Nó khô là vừa tới vậy đó ha. Nó đã ha. Nè. Cái này. Cái này mùa mưa là lấy đấy. Mùa mưa là lấy cái mũ đó là chắc ăn phải không? Chẩn chẩn một chút. Chẩn ha. Tôi không ngờ tôi có quen với vợ mít ở dưới Tiền Giang nữa mà tôi không biết con Lộc. Điện cho tôi không biết chứ tôi đâu có biết tôi có bà con vợ mít ở Tiền Giang nữa trời. Hả? À? Nãy nói gì Phát quên này. À, quên rồi. Gì Phát rồi nên bà. Minh Phát vậy đó. Minh Phát à. Có tiếng rồi. Tiệm cơm Minh Phát ơi. Vậy à, tiệm cơm Minh Phát đi ạ. Quá đẹp. Sự. Vậy hả? Dạ. Không phải sơ đen mà sượng. Cái trái này nè của chú chị. Sượng muối mắc 200.000. Trái mít. Chung thì mình đăng lên. Sượng này bỏ luôn hả? Sượng hết lấy hết được rồi. Gì hả? Bán được hả? À, cho bò ăn ha. Trời ơi. Lúng tơ đắt cà dưa. Vậy là ra đây là nhiều lắm đó anh Lộc ơi. Ông trỏng thì hết chứ ra đây nhiều đó. Cái vườn này đều lắm, cái vườn này giá nó đều lắm. Nhiều lắm. Nó năng nó đều lắm, không có bị nhỏ. Cái đất giữa giá nó có bị nhỏ. Dạ. Cái vườn này giá nó năng nó đều lắm. Hôm hôm xuống dưới 8kg 8, 8kg 9 nó cần điện tử á. 88, 8kg 9 thằng đầy nó tức muốn ói đi chơi. Trời. 88, 89 không. 16 kg mấy. Vậy hả? Rồi. Nó lọt khe vậy đó. Khe cũng dễ mình tích. Vậy vậy. Tại vì nó trên lệch khoảng 200g, 300g là cái giá nó trên lệch 10.000 một trái rồi đúng không? Mà 10.000 một trái này trái nó mà nếu 10kg là nó 100.000. Cái vô khoảng 2 trái mì lớn nó vô chứ nhất tiền. Dư dư. Ừ, dư. Này luôn nè. Nó vô chứ nhất tiền. Dư. Phải vậy. Còn mấy trái đó giờ căng ta tay là tay lắm là chừng 7kg. À. Đùng đùng luôn. Đã ha. Trái mít nó nổi phình lên nửa trái rồi. Ờ, trái mít xong mà nó nổi không phải như mỗi lần là nó lừ. Ừ, này nửa trái không thấy không? Ừ. Tháng nắng mà lại nó lừ, mà tháng mưa nó lại nó nặng. Mưa nó bị bợp. Nó bị bợp. Bị lúa. Không, lúa nó không có chắc, không có chắc hay thôi. Như đông sưng cái lúa mình thấy không? Không, y này đi vớt giết rồi quen. Vớt giết rồi quen thành ra là rất cụ, là chuẩn. Cụ chiến binh đó. Ờ, cụ chiến binh. Vậy mà ngày hôm qua không chịu đi vớt cho hai nhỏ nó căng. Sỏi đi bà. Ờ, nhỏ nó căng mình khỏe hơn. Không, hai thằng. Nó hai thằng. Ờ. Dữ không? Hả không? Mình vớt vậy mình khỏe hơn á. Này đi. Nè, chụp nè. Vớt kìa. Vớt. Chứ mít mà anh kỹ nó nổi mà anh dằn cái giỏng lên trển nè bà con. Chuyến sau này rồi, bởi vì mình đi nhiều vườn mình có nhiều cái sự học hỏi của chú anh chị kinh nghiệm đầy mình. Kinh nghiệm với hai nữa là chuyến sau này mấy cái dây này nè là mình cuộc cuốn á, là anh ba ảnh có ở đây mua sẵn 1 ký 10.000 luôn hả anh ba. Mua 10.000 một ký là nhiều lắm, là mình khỏi cần cắt luôn. Mình khỏi cần cắt, nó khỏe hơn rất là nhiều. Mình cuột vô cái cuốn câu lên, cuột vô cuốn câu lên. Tại vì mít cuột đỏ nó rụng rất là nhiều so với mít Thái này. Đây, hai trái sách lược luôn hả? Bữa nay dư pin nè, bữa nay đi có 3 người hả? Lâu. Đi hồi Thiện lên đó. Vậy hả? Lòi hai nhỏ hết nổi rồi. Hai nhỏ ngủ rồi hả? Bữa nay hai nhỏ ngủ rồi ha. Cường chạy xe nữa. Tính này giọt về luôn rồi. Vậy đó hả? Tính nhà luôn hả? Vậy nha, mai ra. Mai đi cắt nữa. Mốt. Rồi. Quá đẹp. Tặng ông. Cái màu quá đẹp. Mà cái trái nó vậy luôn mà nó cũng không có cái vấn đề xe đen luôn. Cái trái nó cà co cà khúc. Quá trời. Cái kia làm luôn không? Nè. Ừ. Khô rồi đó.
Dạ. Chưa hả? Khoan, câu tí. Cái này để lên không sao đâu. Hả? Để đây đi. Để đây hả? Xanh. Ừ. Này, cái này. Dạ. Mình đó mình gọi chưa ta? Chưa đó. Ba trái đó chưa đó. Đó, thì bây giờ cái trái này thì ở đây nó đã già, thì bây giờ là những cái bích này bắt đầu là nó làm bông, thì ảnh sẽ để lại cho chiền cho kịp ngay gan tháng giêng với tháng hai luôn nghe cô chú anh chị. Thì ảnh để là nói chung cái vườn này là đỡ để ngay cái thời điểm mà có giá không à, chứ ảnh không có làm là luôn tuồn như ta à, chứ không phải là để tự nhiên ăn theo vụ, ăn theo vụ không à. Cho nên là nữa một chục con mít này của anh ba chủ vườn làm á, thì mỗi một năm á thì anh có thể là anh kiếm được là 300-400 triệu là khỏe đó bà con cô bác. Trung bình là tháng anh lấy 30 triệu 10 con mít. Thì nói ra thì cũng phải nó cũng phải có cái lý do của nó nghe cô chú anh chị, phải biết kỹ thuật đồ làm mới được. Như là vườn anh Lộc á là khoảng 6 tháng nay rồi chưa có thu nhập đồng bạc đâu hết. Tối ngày lo đi luôn. Sáu tháng này là cái này anh ơi. Mà bây giờ bán đó thì ngày hôm qua con anh Lộc cũng nói là giá em giá cho vườn con căng được một ký bình quân 10.000 là được rồi. Nó cũng quan trọng cái vấn đề đó lắm, cũng phải bỏ công sức chăm sóc rồi phải biết kỹ thuật, bởi vì ông bà thường nói là một nghề cho chính, làm cái nghề gì là phải giỏi cái nghề đấy. À, nhiều nghề quá không hay hả? Nhiều nghề quá nó cũng không hay. Bởi vì chính nghề không bằng nghề chính. Thì nói chung ra thì anh Lộc là nghề chính là cắt bích, còn cái phụ thêm là làm vườn thôi, làm vườn là tay trái. Không, nói chung ra đủ chứ. Đủ hết đó. Nghề nào cũng chính. Chút nữa đi đặt lờ, giả lờ nữa nè cô chú. Cái nghề giả lờ nữa. Cầm này em coi cái này. Nặng, nặng thiệt. Em chờ. Hình như là em có cái hình cái thang đó anh ba, chút nữa vô em coi lại coi sao. Tất nhiên là cái thang nó bắt chỗ nào cũng được hết á, để dài cái bắt đầu mình câu vô đây nè, mình bắt lên đây. Đúng đó cũng nó không có xây mấy, tại nó có hai cái chân nó chịu nè, nó không có xây gì hết. Nó nằm chỗ. Cái chân bàn, cái bàn chân bự ra phải không? Ngày dưới cái bàn chân nó cũng khoảng 5-6 tấc được rồi. Nó đơn giản lắm nhưng mà nó hiệu quả lắm. Ở trên mình làm cái sắc tròn, mình làm cái khâu cũng như khâu cái ống 114 vậy đó, chụp vô vậy là nó dính vậy à, nó không có chạy đi đâu được hết. Cái nữa hả? Cũng dữ lắm đó mà nó còn hư nữa đó. Nói chung ra thuốc gì mà khi mà Thái mà không biết đó cô chú anh chị, không có thể mà điều trị được là lên cầu cứu anh ba. Lên cầu cứu ông chủ vườn này nè nha. Và tất nhiên là nó, anh ba ơi, nó bị vậy đó rồi bây giờ làm sao. Thì ảnh có những cái bài thuốc hay ảnh chỉ cô chú anh chị. Ảnh dùng kể cả kháng sinh luôn á. Kháng sinh cho cây mít luôn. Cái trái cầm. Thì bởi vì mình với anh ba cũng có đi qua một cái vườn mít chia sẻ, nhưng mà về thấy nó không có được phù hợp đó, cho nên là Thái cũng không có chia sẻ. Thái cũng không có chia sẻ đến với bà con cô bác, tại vì mỗi vườn mình sử dụng phân thuốc nó khác nhau, cho nên là cũng phải cẩn trọng. Nếu như mình chia sẻ lên rồi bà con cô bác xài nó ok không nói gì, rồi nó không ok rồi ảnh hưởng tới mình, rồi ảnh hưởng tới vườn của bà con cô bác nữa. Bởi vì anh ba cũng kêu Thái thôi đừng nên chia sẻ. Dạ. Yeah. Thì xài mình thấy nó không có hiệu quả, nhưng mà con xài hiệu quả người ta không, người ta đòi tin mình nó chờ. Người ta cự mình đó, phải không? Hư thì nó ổn lắm nha. Nó tại vì mỗi một cái vườn nó có một cái khác nhau. Cái này luyện luôn hả? Không, để đây. Để ha, chứ không luyện ha. Đây, tới rồi. Dạ, thì bây giờ là anh em là đang xách những cái trái mít lên đó con chú chị. Dạ, lên đâu trước? Cái bự lên nữa. Cái còn khoảng vài cây nữa là trên là hết rồi. Đó. Bây giờ là chuẩn bị là đang chuẩn bị là chuyển mít lên. Anh bỏ cái thế dành cho nó. Bên đây anh ơi. Đâu?
đây, đây, phải không? Đây, đây nó không có gãy cái bò nào. Trái này là bự hơn trái qua phải không? Bự hơn ngàn qua nhiều ha. Rồi lên đi. Hả? 18 vậy đó ha, ngày qua 8 mà bữa nay là 10 á ha. Dành tao bữa hơn nhiều lắm. Sao ginh con trái vậy? Không có cuốn. Không có cuốn sách con trái hả? Tôi cho mượn cái trái bự đó ơi. Cái bự đó chụp tấm hình khoe bự, trái bự xanh đó, cái giọt kìa. Cái này bự. Trái nào bự cũng được hết á. Nào mà con cô bác. Đó thấy chưa? Xách lên trái bự nữa coi. Đó. Trên đó luôn đó hả? Cái này nè. Dạ. Ở đó thêm một trái bự. Quá trời trái bự. Nè xách hai trái bự này đi cho nó nhẹ. Xách trái bự cho nó nhẹ. Quan trọng là xách trái bự để cho nó nhẹ. Ừ, xách trái bự để cho nó nhẹ. Đùm này anh bay. Mày quá im. Là bắt đầu là hết rồi đó con chú anh chị. À, cái này nè, thấy ham không? Vừa tròn mà vừa bự nữa nè. Nói chung ra thì trái này không có bự bằng cái vườn hôm trước mình đi. Nhưng mà cái vườn này là đã 6 năm rồi cô chú anh chị. Mà nếu như mà nó được như vậy là cũng là quá ok rồi. Dạ. Ha. Hết luôn lên bài. Ngon lành luôn. Đây thì nói chung ra thì cũng có thất bại cũng có, nhưng mà thành công thì nó rất là nhiều hơn. Yeah. Tại vì trong một cái vườn á nó rất là nhiều trái luôn. Đó. Thì ở đây là một số nó bị úng, một số bị thối, một số nó bị sơ đen ha. Cũng phải có chứ không phải là không có nghe bà con cô bác. Không có vườn nào mà bây giờ tài hay cỡ nào bây giờ cũng phải dính sơ đen, không ít thì nhiều. Nhưng mà so với cái vườn này là rất là ít, cái số lượng rất là ít luôn. Gần 5 tấn mít mà nó đợi chỉ có bao nhiêu sơ đen đây là không đáng kể hả cô chú chị? Thúi với sơ đen nhiêu đây là không đáng kể. Yeah. Sơ đen phân nở luôn ạ. À. 5 trái. Mà tại ông Lộc ổng cắt hay sao ông ơi? Ông nói nhỏ cũng nghe hết trơn, có cái mít cũng nghe hết trơn à. 500 kg mà được có 60 kg mít đi chứ còn nhiêu sơ đen hết trơn. Không phải đâu. Ở nhiêu nó. Tại vì ông Lộc ổng cắt sơ đen á, ông tính không? Ổng cắt của tôi 10 trái mà 9 trái sơ đen ông tính không? Cắt 9 trái sơ đen á. Vô rồi. Sượng à. Dính nữa hả? Sượng muối. Sượng nữa hả? Xuống luôn. Mùa này hay bị đó hoài. Nó đi xuống là gai xuống hết. Đâu trẻ sâu xuống luôn coi anh Lộc. Sâu xuống luôn không? Ừ, sâu xuống coi nó tới đâu coi nó làm sao. Xuống mũi này nhảy qua mũi kia. À, bỏ mũi đó nhảy qua mũi kia. Ừ, hồi cái này xuống dưới này nó nhảy qua mũi này nè. Nó sượng là nó không có chín, để 10 ngày nó chưa chín. Dạ. Nhảy đó thay gì nhảy qua những cái. Là bỏ trái đó hả? Trái sượng lấy không được. Trái nào sượng là bỏ phải không? Ừ. Đây. Dạ thì hôm nay cắt sử cù lại nghe cô chú anh chị. Đây này sử cù kêu là giác mọi ở miền Tây mình là giác mọi là cái đường nước ở trong ruộng á. Giác mọi. Dạ thì sử cù lại thì một clip này nó đã 1 tấn rồi. Thì bà con cô chú anh chị đếm 1 clip 1 tấn, 2 clip 2 tấn, 3 clip 3 tấn, 4 clip 4 tấn. Nhưng mà nó hơn 4 tấn, nó khoảng này 5 tấn rồi. 5 tấn ạ. 5 tấn thì chuyến này thì chủ vườn vô mánh rồi bà con cô bác ơi. 1 ký là xô luôn là 24.000 5 tấn, tính ra là khoảng nhiều bạn nha. Khoảng 120 đến 130 triệu đó cô chú anh chị. Đó thì bà chủ vườn ở đây thì có ông chủ vườn thì không cực lắm, nhưng mà khi mà cắt mít đồ rồi bà chủ vườn mới vô quá bà lấy tiền à. Tại vì phụ nữ miền Tây sướng cái chỗ đó đó bà con cô bác. Thì anh chị mấy anh nào mấy chị nào mà muốn có chồng về miền Tây thì cứ việc là, cứ về miền Tây. Cứ việc về miền Tây nha. Ở người miền Tây mình khỏe chỗ đó đó. Đó, làm vườn chăm sóc gì thì chồng leo lên leo xuống gì đó là
mình ở mình đang trồng mà khi mà cắt rồi là vô là chỉ biết lấy tiền, kiếm hả? Tiền là lỏng tiền à. Nãy giờ nó xấu mà chị tôi không nghe chứ mới nghe ba chữ bằng lúa hay bằng gãy gì cũng vậy hết bằng lúa bằng gãy thì cũng vậy hết anh đồng thiệt luôn vậy đó hả à. Bộ anh cũng bị cái trường hợp đó đó hả gan luôn đó hả 108 108 vậy là nhiều trái xiên ở trên này đó chặt mẹ gãy luôn rồi trời không sao không sao gãy rồi không sao ơi dán lỡ có gì đâu bỏ đi phá rồi thôi giờ cái cây đó đi ra nới chỗ khác luôn đi tại chỗ cốc mít mà ngoài ý muốn ôi cái đó đơn giản thôi có đâu khó gắn cây khác vô được rồi bà con cô bác thì cái clip này thì nó đạt hơn cái clip mấy clip bên kia nữa những trái này là căng thử là hạo thử là nó khoảng 10 kg trở lên không đó mấy trái rồi mấy trái cái đâu mấy trái mấy trái hậu mấy trái bình quân ra được nhiêu ký 11 trái mà 100 mấy ha 108 tính ra là một trái là 10 kg đó vậy là chiếc này vô nhất hết rồi đó lọc ơi vô kèo rồi bữa nay sụt 5.000 kg bà con ơi cắn được mít nhất sụt 2.000 mít kia sụt 5.000 rồi mà cái này cũng được vô một khúc rồi nhất không à trời ơi không có này tôi trốn luôn hôm 8 kg mấy phải cái clip này mà nhỏ nhỏ như bên kia là tôi trốn luôn rồi hả trốn luôn nhìn cái clip này tôi được khúc rồi khúc gì quá vô rồi mùi vốn á vốn nữa biết mùi vốn được không nè vốn hả dây quỳ vốn nếu quỳ vốn đâu có đâu làm ăn mà không có lời ai làm không không vậy chứ giỡn hoài vì đến tỷ lệ đánh chứ mình xuống dưới nó còn ghét mít mà đâu phải đủ ký không đâu mà mít này thì lái anh Lộc anh chắc ăn cô chú anh chị là nó không có sơ đen khi mà anh đã bắt rồi anh đã cắt anh đã bắt rồi xuống dưới quýnh lợ là nó sẽ không sơ đen còn nếu như mà những cái vườn mít sơ đen bị sơ đen nó là xuống không ít thì nhiều nó cũng phải bị thì bây giờ cái này là căn sâu nha căn sâu không cần lửa nha anh Lộc bắt nhất hết trơn luôn rồi đó nhất hết luôn rồi đó nha nhưng mà quan trọng cái muối nè mùa mơ quan trọng cái muối mà cũng được vậy hồi mua rồi là cắt cái nào ra là muối là bành cái đấy muối bành không sao đang ngồi cắt rồi ta cắt muối rồi không ấy mà bây giờ mà chuyển nữa sợ hả qua đây chuyến này là chủ vườn kiếm tiền là mỏi tay luôn rồi đó nói giờ anh ba đâu có cứ nào 100 mấy hả ta từ ngày làm mít tới giờ luôn á hả chưa cỡ nào 100 mấy chưa cử này nói thất bại mà lại tiền nhiều có 16 có 16 cử đó nhiều ta 100 mấy 200 gì á 2 cử là 200 mấy hả 2 cử 200 cử 80 cử 120 lúc đó mít sao mà ngon dữ vậy lấy cái đợt anh 100 mấy lấy 864 á 864 là ngon lành luôn nó lọt vô cho ngày năm đó tới chừng như anh vừa có thì nhảy lên chín của anh ba mà cái này lấy 864 ba này một khúc nữa nè mà cái này nó không có cái kèo đó nữa rồi cái đó nó lấy 864 nó mới vô bởi vì cũng quan trọng cũng thờ thế tạm hùng chứ không cũng không có anh hùng mà bên ba hôm nay là gì anh cũng thơm rồi hả anh ba mừng không mừng giá được không mừng lắm rồi giá xô 15.000 không sống được rồi tại vì khi mà nó mới ra đó là giàu lắm bà con cô bác ơi nhưng mà bây giờ cái đầu lao đổ tiền vô cái đống cái nhìn ra trái hỏi ông cha chắc bỏ không bữa hôm mà anh ba anh than cũng thấy tội nghiệp không có thiệt anh nói giờ vốn anh hết đâu 60 triệu hay rồi 60 mấy triệu gì mà là anh tắn thành đâu luôn ha và anh nói anh sợ lỗ nên hôm nay chắc cả quỳ vốn và cử một ảnh hơi dư rồi dư rồi dư rồi bây giờ anh 60 triệu cử này 120 rồi 120 130 là anh giờ phân nửa rồi mà bây giờ đó là mình thấy bây giờ là nó khoảng 1/3 vườn cho anh Lộc chứ chưa đâu hả nè hả chứ chưa được 1/3 vườn 1/3 anh ơi 1/3 còn nữa tất nhiên là mới anh thấy gì nữa. Trái nó còn nổi lên nữa còn trái nhỏ nó nổi lên nữa anh thấy nó bự lắm bữa hổm anh thấy cái trái của anh nhỏ không cái vườn anh thấy ít xịu trái phải không là anh than đó rồi cái trái nó nổi lên nó bự lên nó nổi lên nó vườn đặc
không mà hồi tuần rồi so với tuần này ha, hồi tuần rồi em vô em thấy nó khác nó nhỏ ha, nhưng mà tuần này em vô em thấy cái mít nó khác liền. Đấy. Thấy cái mít nó bự lên mà nó bóng nữa anh ba nè, anh xịt cái gì mà nó giống mình hay gì đây nè. Nó đủ tuổi, nó đủ tuổi chứ nó bự lên. Tự động nó bự lên mà nó bóng trái luôn. Mà nó lại ít bị hư, ít bị thúi nữa. Muối này cắt mấy cái này là phải lấy muối bự. Vậy ha, lấy mấy muối bự đó đó ha. Cắt cái kỹ thuật cắt nữa chứ không phải mà muốn cắt cắt. Cũng quan trọng chỗ đó nữa đó hả? Lấy muối muối hột muối. Lấy đủ muối nha. Ừ. Bởi vì bây giờ cái này anh lọc anh sâu rồi, anh cắt là anh phải tạo kỹ thuật mới được. Chứ còn mà lựa là cắt à, lựa là hoa tiễn dữ lắm á. Không, lựa cũng phải cắt muối. Vậy ha. Lựa muối vậy. Nói chung ra thì làm cũng có cái tâm của chú anh chị. Tại vì mình sống được, chủ vườn sống được, lái sống được. Chứ còn chủ vườn mà chết thì lái cũng chết theo à. Đó. Nói chung ra thì nương với nhau mà sống. Nương với nhau sống. Dạ. Thì hôm nay thì chia sẻ cái cù với quý bà con của anh chị ha. Cái nóng mít này là một clip đây. Đó. Thì anh Lộc với anh ba cũng đã xác định rồi. Cử này là cách là trên 5 tấm mít. Thì cái số cách cái cử này là nó khoảng là trên 120 triệu nha cô chú anh chị, làm khoảng 130 triệu đó là. Dạ thì video của Thái đến đây cũng xin phép được kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác mình vào một video tiếp theo nha. Rồi, xin chào cả nhà.